Dạ Hello, chào Bình Dương, chào anh chị em các bạn trong diễn đàn. Chào anh chị em các bạn một buổi sáng ở trên đất nước Hoa Kỳ, với một ngày cuối tuần nhiều niềm vui. Chào anh chị em ở quê nhà một buổi tối có một đêm an lành. Thì nghe Bình Dương chung một số anh chị em các bạn chia sẻ về vấn đề kinh tế, xã hội, đất nước và con người. Thì tôi cũng xin được chia sẻ với anh chị em các bạn. Nói chung thì một đất nước phát triển thì mình cần phải làm kinh tế. Lúc nào cũng vậy thôi. Anh chị em các bạn thấy thì từ khi mà đất nước mình mà đổi mới, phát triển và bang giao với lại cộng đồng quốc tế đó, thì mình thấy đất nước mình phát triển rất là mạnh. Tại vì an cư thì mới lập nghiệp, mà mình mới tề gia trị quốc bình thiên hạ, cái gì cũng vậy. Có thật thì mới dựng được đạo. Đất nước phát triển đổi mới, anh chị các bạn thấy, nhìn lại cái thời bao cấp, khi mà mình bị bao vây kinh tế, mình không có cái cơ hội để làm ăn, đất nước rất là khó khăn. Mà sau khi mà mình hòa hợp, hòa đồng với cộng đồng quốc tế và mở cửa làm ăn, thì các bạn thấy cái sự phát triển của đất nước rất là mạnh. Chỉ có hơn 20 năm thôi mà nhìn lại đất nước từ một đống gạch vụn mà hôm nay mình đã có được như ngày hôm nay là một điều phải nói là rất là đáng mừng. Đấy. Các bạn nhìn thấy những cái khu đô thị và nông thôn quá, đó là cái sự đổi mới của đất nước. Trong cái thời kỳ mà phát triển đổi mới đất nước, các bạn thấy những cái vùng nông thôn chó ăn đá gà ăn muối đó, những cái người mà nông dân mà sống chỉ biết dưới đồng ruộng nương rẫy, họ làm rất là cực lực và vất vả. Tôi là sinh ra trong nhà nông mà tôi biết, anh chị em các bạn biết vất vả lắm chứ phải không. Nhưng mà từ khi chính sách đổi mới của đất nước thì các bạn thấy đời sống của những người nông dân họ khá lên rất là nhiều. Các bạn về những cái vùng nông thôn bây giờ, dân mà làm nông thôn mà làm vườn làm rẫy, mà người ta mà làm mà đạt được những cái năng suất hiệu quả, anh chị và bạn thấy bây giờ họ nói chung là họ thuộc những cái giai cấp gọi là khá, chứ không phải còn là nghèo như ngày xưa. Ngày xưa làm ruộng làm rẫy làm nương làm vườn là nghèo khổ vất vả lắm. Bây giờ các bạn thấy ngay cả có những thanh niên trẻ bây giờ họ ra trường với những cái tấm bằng kỹ sư, họ có những cái trình độ rất là cao, họ quay về những cái vùng nông thôn, họ nghiên cứu chăn nuôi và trồng trọt, và họ trở thành những đại gia rất là giỏi. Những cái giới trẻ bây giờ, các bạn thấy khi đất nước phát triển thì những cái vùng đất mà chó ăn đá gà ăn muối, bỗng chốc lát những cái bác nông dân hay những người nông dân đấy, khi mà đô thị nông thôn quá đó, thì họ trở thành những đại gia, họ đời sống của họ rất là khá nhờ chính sách đổi mới, hạ tầng cơ sở được nâng cấp. Nền kinh tế bao giờ cũng vậy, hạ tầng cơ sở nó là một cái mạch máu lưu thông của một cái nền kinh tế để phát triển và đổi mới đất nước trong cái vai trò mà thuận lợi để họ giao thương với nhau. Các bạn thấy khi mà hạ tầng cơ sở mà được nâng cấp ở nơi nào thì nơi đó nó đổi mới và nó phát triển rất là nhiều. Đất đai thì nó lên vùng vụt. Và những cái khu nông thôn, những cái khu mà đô thị đó nó mọc lên và đời sống của người dân đó, họ khá hơn, họ khá lên. Nói chung thì làm kinh tế thì nó phải như vậy thôi. Mà đa số thì nói chung không phải đa số nữa, thì cũng có một số nhóm người họ họ không hài lòng trong cái vấn đề mà việc đền bù. Cái đó là chuyện bình thường thôi. Khi lòng tham con người nó vô đáy mà thì nó xảy ra những cái mâu thuẫn. Đấy, họ đòi những cái sự đền bù thỏa đáng cao. Chính vì vậy nó cũng đẩy cái những cái vấn đề mà hạ tầng cơ sở nó cũng gặp khó khăn. Anh chị em các bạn thấy khi mà xây dựng hạ tầng cơ sở đó thì đền bù cao như vậy thì sẽ tốn kém rất là nhiều. Nó làm trì trệ cái sự sự đổi mới của hạ tầng cơ sở, trong cái sự phát triển của hạ tầng cơ sở. Cho nên cũng chính vì lẽ đó mà các thế lực thù địch nó lợi dụng vào những cái mà mặt trái của cái mà vụ đền bù rồi đó, thì nó kích động lòng yêu nước của người dân,
nó kích động làm cho người ta bức xúc, chứ lòng tham con người mà. Các bạn thấy đó, thì có trong có những cái vụ mà đền bù mà không thỏa đáng này kia đó, thì nó xảy ra những cái bất cập khi người ta phản đối. Mà đại đa số, đại đa số nhiều người thì họ đồng ý trong cái mức đền bù thỏa đáng. Các bạn thấy tại sao mà Singapore khi ông Lý Quang Diệu ông thành lập cái, khi mà cái đất Singapore mà cái nó trả về lại cho người Singapore đó, thì ông Lý Quang Diệu ông sử dụng cái chính sách xây dựng đổi mới của Singapore, ông kêu gọi là dân, các bạn biết dân Singapore họ đồng một lòng với nhau, ngay cả họ hiến tặng đất dân cho chính phủ để đằng mà xây dựng, để đằng mà hạ tầng cơ sở và đổi mới. Các bạn biết dùng Singapore ngày xưa nó là đầm lầy mà. Đấy. Mà ông Lý Quang Diệu cũng làm được những điều đó. Ông kêu gọi thì dân họ hưởng ứng rất là nồng nhiệt. Họ hưởng ứng. Đấy. Họ đồng một lòng với nhau. Chứ không có phải là kệ nệ hay là đòi tôi phải được ưu tiên cái này, tôi phải được cái quyền kia. Cho nên Singapore họ có được một cái quốc gia như ngày hôm nay. Họ phát triển rất là mạnh. Tại vì dân họ, người ta đồng một lòng. Còn dân mình nhiều khi mình chưa có đồng một lòng. Tôi thấy nhà nước kêu gọi thì nhiều khi dân cứ đòi bên này đòi bên kia, đòi tôi phải có quyền lợi cao. Các Cái bạn biết một cái khu, em xin nhắc lại anh là ở đây là không phải là gọi là chính phủ kêu gọi nữa, nhưng mà anh thấy vấn đề ví dụ như về đất hiện tại ở đại Việt Nam bây giờ là vấn đề gọi là nan giải. Như anh thấy là nếu như cái người dân họ gọi là biết suy nghĩ cho đất nước một chút hơn thì có lẽ là mọi chuyện nó sẽ tốt đẹp hơn nhiều anh. Em thấy thì cũng thì như điểm đó thì tại như Bình vì Dương nói, thì giờ đó anh chị em các bạn thấy ở cái thời mà bao cấp, khi mà nhà nước kêu gọi đi dùng kinh tế mới để đặng mà khai quang, lúc đó thì khóc khóc lên khóc xuống, chửi chửi ông cộng sản tơi bời quá lá các bạn. Thì bây giờ những cái vùng đất mà chó ăn đá khai quang nha, những cái đường như là Đồng Nai đó, là cái vùng đó là vùng khai quang kinh tế rất là mạnh. Anh chị em các bạn thấy cao nguyên Tây Nguyên nè, Bảo Lộc, Lâm Đồng, rồi những cái vùng mà lúc đó gọi là kêu mà đi kinh tế mới đó, khóc lên khóc xuống chửi, rồi bỏ trốn rồi tùm lum hết, phải phải lùa dân đi nữa đấy. Dùng đủ mọi cách hết. Thì bây giờ các bạn thấy đi, những cái vùng như Định Quán đồ đó, 115 nè, ở cái hướng Đồng Nai, anh chị các bạn đi đi về đó đó, thì bây giờ những người đó sao? Giờ toàn là dân đại gia không, toàn ôm bạc ngàn đất đai, giờ ngồi đó hưởng, trong khi đó hồi xưa đi thì khóc lên khóc xuống. Các bạn biết đầu tư một cái dự án, những người mà người ta bỏ tiền bỏ của ra, nó đâu phải là một cái vùng đất mà muốn nông thôn đô thị hóa. Anh chị em các bạn nghĩ đi, những người mà ta đổ tiền đổ của ra, họ phải tốn kém rất là nhiều để đặng mà nâng những cái đô thị dùng đất đó thành một cái đất vàng, nội không mà đưa hạ tầng cơ sở lên, rồi phải điện điện là dẫn điện dẫn nước, và những cái về mô hình xã hội nâng cấp lên rất là dữ dằn và tốn kém, chứ đâu phải là ít đâu. Cho nên có nhiều người họ nghĩ cứ đất của tôi là phải đòi cái giá gấp 3, gấp 5, gấp 10 lần là mới thỏa đáng được. Cho nên cái vấn đề mà hiện nay cái khó khăn của đất nước mình là cái người dân của mình còn nhiều sự giống như là chưa có hiểu biết một cách đồng bộ. đúng rồi nên Nó làm cho cái tình hình đất nước đổi mới nó cũng bị trì trệ nữa. Nhiều khi mình cứ đổ thừa chính quyền. Chính quyền tôi thấy thực ra thì tạo cơ hội rất là nhiều cho người dân. Ngay cả những người mà các bạn thấy làm nông nghiệp được nhà nước ưu đãi hiện nay đó, ưu đãi gần như là phải nói là hơn 100%, mà ngay cả những kỹ sư, những người mà nghiên cứu tiến sĩ rồi người ta nghiên cứu về nông nghiệp đó, thì những bác nông dân là nhà hưởng lợi không à? Đấy, hưởng lợi không, để đặng mà có những cái cách làm kinh tế, người ta đi nghiên nước ngoài, người ta nghiên cứu và học hỏi để đặng về mà làm sao mà cho người dân, người nông dân có được cái cách làm đạt hiệu quả hơn. Thì
Trong khi đó thì những người mà tôi nói, bạn thấy người ta làm về bên nông nghiệp đó, họ hưởng lợi rất là nhiều như vậy, nhưng mà khi mà đất đai mà cần phải giải tỏa để đặng mà phục vụ trong cái lợi ích quốc gia đó, thì ai cũng đòi một cái giá rất là cao. Cho nên Việt Nam mình, các bạn thấy xây dựng hạ tầng cơ sở vô cùng tốn kém khủng khiếp, có thể nói là tốn tốn nhất hành tinh này nữa. Cái vấn đề mà hạ tầng cơ sở, tại vì dân mình không có cùng đồng một lòng nhau. Dạ đúng rồi. Tại sao các bạn thấy có những cái khu nhà cửa giá rất là đắt đỏ, nó không đồng bộ với nhau, bởi vì cái sự mà đòi hỏi và những cái nhu cầu mà người dân mình đó, ai cũng muốn là lợi ích của tôi là chưa trên hết, mà họ không có đặt cái quyền lợi quốc gia làm cái lợi ích chung. Chính vì vậy nó cũng một phần gây nên ảnh hưởng đến sự phát triển và đổi mới đất nước rất là nhiều. Các bạn thấy một cái dự án nào đưa ra cũng vậy, là bắt đầu lùm xùm, trước sau gì cũng có những cái vụ gọi là biểu tình hay là dân quan. Thật sự là tôi thấy, đối với tôi, theo như tôi thấy, dân quan thì ít mà dân tham thì nhiều. Dân tham thì nhiều, quan thì cũng có, dân nói chung Dân người quan cũng vẫn có có, người quan, nó nhưng ít mà thôi. cái quan nó không đáng kể so với dân. Đúng rồi, đúng rồi, không có đáng kể gì. Nó cũng có trong cái hành chánh làm việc thì cũng có những cái người họ cũng làm sai chứ không phải là không, nhưng mà cần phải bày tỏ sao cho nó đúng cách. Nhưng mà đa số thì tôi thấy là dân tham. Như những cái chuyện mà anh chị em các bạn thấy trong những năm vừa qua, ở tại thành phố Hồ Chí Minh có hai mẹ con tuột quần tuột áo ra mà để gọi là dân quan, nó biểu tình đó, cái đó rất là vô lý. Tại vì trong một cả một cái khu đó là 90, gần như là 99% là người ta đồng ý đền bù mức giá đó, mà chỉ có hai mẹ con đó là không không đồng ý, thì họ bày tỏ cái sự thiếu hiểu biết trong vấn đề mà phản đối đền bù đó, tụt quần tụt áo ra hồi đó nằm dạ lăn đùng khóc. Rồi gần đây cũng vậy, các bạn thấy có một số người tự cho mình là dân quan thì đụng cái là chính xác, chưa có đụng thôi là lăn đùng cái giải giải rồi nó la làng là cộng sản ác với dân. Cho nên những cái sự bất cập đó trong cái xã hội, các bạn thấy, phải nói với tôi nha, thì nhìn nó rất là đáng tiếc. Còn nói về đặc khu kinh tế thì dĩ nhiên rồi, một cái quốc gia phát triển thì mình phải có đặc khu kinh tế, mình phải kêu gọi và mời gọi đầu tư, những cái nhà đầu tư vào để họ đổ tiền đổ của vào, để họ tạo cái sân chơi kinh tế nó lành mạnh và nó tốt hơn. Nó đâu có cái gì mà sai đâu. Với lại một cái đất nước mà đang phát triển như Việt Nam mình hiện nay, mình cần phải kêu gọi những cái vốn đầu tư của nước ngoài, thay vì mình phải đi vay nợ. Nói chung là cái luật đầu tư, cái vấn đề mà đặc khu kinh tế mà kinh doanh, nó là một cái lợi ích chung, nó không có cái gì mà gọi là tổn hại mà phải đi xuống đường và là phản đối dân biểu ngữ, rồi giống như con nhỏ Trương Thị Hà nhảy cà tưng giống như con ma cà rồng. Tôi nghe nói nó lại mà học về bên bên Anh ngữ nữa chứ, mà lại kém hiểu biết như vậy. Bày tỏ mình phản đối là để bày tỏ sự hiểu biết, để đẩy lùi một cái tiêu cực trong xã hội, mà trong khi đó cái con nhỏ Trương Thị Hà đó, nó đi xuống đường nó làm những cái trò hề, mình thấy vừa cười mà vừa vừa giận mà vừa cười, mà thấy sao mà nó lại ngu dữ vậy. Rồi lại có một nhóm người đó, đi lại để sẵn sàng mà ủng hộ nó nói rồi cái ủng hộ theo để đặng mà đả đảo. Mình thấy nó rất là trẻ con. Tại sao cái gì mình làm mình cần phải nghiên cứu chứ? Thời buổi bây giờ internet, cái gì cũng internet, nó gọi là www world wide web, website mà thì mình lên đó mình cứ đánh, mình ghi sơ, mình không biết mình phải ghi sơ, mình phải đi tìm hiểu, mình phải nghiên cứu, chứ đâu có gì mà chạy cái đó mình diễn hề giống như con khỉ nhảy cà tưng con ma cái rồng, cầm hai cái tay lại tự mình chói lại rồi nhảy cà còng rồi bắt đầu rồi đã đảo các bạn thấy không, những cái sự trẻ con và ấu trĩ như vậy.
do sự kích động, những thành phần đó tôi thấy là do sự kích động từ cái thế lực bên ngoài. Cái đặc khu kinh tế nó rất là đơn giản và dễ hiểu, nó không có cái gì mà gọi là quá khó khăn cả, mà tại vì một số người họ không chịu tìm hiểu, vì lòng tham của họ, họ nhận được những cái đồng tiền của thế lực thù địch và họ sẵn sàng xuống đường để đặng mà gây sự bất ổn, để phá hoại cái sự phát triển của đất nước. Đó là những cái sự, đó là những cái điều đáng tiếc. Mình làm như vậy, cộng đồng thế giới họ nhìn vào, họ khinh mình, họ khinh mình chứ họ không có khen mình. Khen là chỉ có những cái thành phần mà chống phá đất nước, nó sử dụng đồng đô la để nó thao túng các thế lực thù địch, mấy cái tên bao que xỏ lá mà chống cộng cực đoan ở hải ngoại đó. Chỉ có mấy thành phần đó nó khen thôi, chứ còn mà những người mà cộng đồng thế giới họ nhìn vào, họ thấy như vậy là mình là những cái thể loại thuộc là nó gọi là low class, những cái thể loại gọi là thấp kém trong cái xã hội. Tại sao mình không đi tìm hiểu, mà trong khi đó cô ta là một người đang học, sinh viên đại học, nó phải, cái đó là một cái sự việc rất là đáng tiếc, các bạn thấy nó rất là đáng tiếc. Cái bầu trời này nó rất là vĩ đại, nó bao la, nó không có, nó không có lý mà tịch, mà tại sao mình lại đi giới hạn nó? Cho nên những cái vấn đề mà bất cập trong cái xã hội Việt Nam mình hiện nay, theo như tôi nhìn là tôi thấy nó rất là đáng tiếc, nó rất là đáng tiếc. Bởi vì tôi nói ở tôi về Việt Nam mà tôi sống đó, tôi làm việc, tôi không xạo pháp luật, tại vì mình sống mình quen rồi, mình chấp hành pháp luật và mình thượng tôn pháp luật, mình quen rồi. Nhưng mà tôi chỉ sợ nhất là những cái dân mà tham, tôi sợ nhất là dân tham. Cái chơi cái nào chơi cũng không lại. Nó ngang, nó bừa, nó cường, nó càng á, thì là cái dân tham, chỉ sợ vậy thôi à. Như tôi đã kể chị các bạn nghe đó, miếng đất của tôi ở trên Bảo Lộc chỉ có 3 mét mà tôi bỏ đây á, mà tôi cũng phải xách bắt sang bang để đằng mà cãi, mà thôi thấy thôi cũng thôi bỏ, đành chịu. Khi mà đền bù, các bạn thấy khi mà giải tỏa cái vành đai quốc lộ 20, tôi cũng trúng ngay cái đó, các bạn thấy không? Thì ai hưởng lợi? Những người dân chung quanh đó. Ngày xưa đất đó, các anh chị các bạn biết, đất lúc đó hồi 10 năm trước tôi mua có 70 triệu, mà 60 triệu một công đất à, mà bây giờ giá là mới đây đó, mà các bạn chỉ cái vành đai bắn ngang 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 qua thôi đó mà đã 120 triệu 1 mét tới. Thì các bạn nghĩ đi, 120 triệu 1 mét tới, khủng khiếp không? Chỉ có cái vành đai quốc lộ 20 mà nó bắn ngang qua thôi, và những cái khu vực chung quanh đó, những cái vùng đất nơi đó, cà phê mà họ trồng, vườn tược đó, bấy lâu nay thì nhà nước đâu có đánh thuế đâu, mà người dân mình tìm đủ mọi cách để lách luật, ngay cả họ còn phải họ chỉ tôi nữa mà. Lách luật thay vì đất nông nghiệp. Nên các bạn biết á, để tôi chỉ cho nha, đất nông nghiệp gì mà muốn, nếu mà mình tự đưa lên đất nền á, thì mình phải đóng thuế cho nhà nước 100%. Thì mấy người, để người này họ chỉ nữa nha, dân Việt Nam mà họ chỉ nữa đó, nói là mình thay vì mình đưa lên mình đóng thuế thì mình đừng đưa, mình chỉ phân lô mình bán thôi, thì cái người mà họ mua, để họ mua đó, Là người mình bán mình cũng bán ăn gian, mình san lấp mặt bằng mà mình sang mà chơi ăn gian nữa, mà còn họ còn chỉ nữa, thay vì mình chuyển đổi mục đích sử dụng á, thì lại tốn kém nữa, thì là này chơi lách luật nữa, lại kêu là chỉ tôi cách lách luật nữa. Tôi cười, nó cười vui lắm, nó gọi nó cười mà. Họ chỉ tôi nhiều cái cách mà lách luật lắm. Các bạn biết lách luật để làm sao mà ăn gian ông nhà nước, làm sao mà ông nhà nước không đánh thuế được mà mình hưởng lợi hết. Đấy, khi mà mình hưởng không được lợi thì kéo ông nhà nước ra chửi. Cười thôi, tôi vui lắm, tại mình sống quen ở Mỹ cái vấn đề mà thượng tôn pháp luật đó, anh chị em các bạn biết, về bển nhiều cái nó vui lắm. Tôi nói là ở Mỹ nó có cả một cái rừng luật, luật nó chất như núi vậy đó. Tại cái gì nó cũng có luật sư đó, cái gì nó luật sư nó cũng mỗi ngành nghề, mỗi một cái
mỗi một cái vấn một cái một câu chuyện của một xã hội nó đều có một cái luật sư riêng hết. Đấy. Còn ở Việt Nam mình á, chơi toàn là luật rừng đúng không ạ? Bởi tôi mới nói vấn đề mà tham nhũng ở Việt Nam cũng vậy, mạnh dân dân ăn, mạnh quan quan ăn. Ông nhà nước sắc bất sang vang, ông nhà nước phải đi làm đầu tư kêu gọi kiều ho kiều bào rồi đi ý tôi nói là những người mà đi lao động rồi đó thì tìm đủ mọi cách để làm sao mà đem cái chất xám trở về rồi kêu gọi đầu tư mở rộng phát triển đất nước. Ngay cả vấn đề các bạn thấy đặc khu kinh tế nó đúng ra là mình đã có rồi, bây giờ ông nhà nước chỉ hợp thức hóa thôi mà tại vì dân mình không hiểu. Các bạn thấy Phú Quốc người ta đã là như một cái khu đặc khu kinh tế rồi, phát triển rất là mạnh. Thành phố Hồ Chí Minh cũng vậy, các bạn nhìn thấy như thủ đô Hà Nội cũng vậy, nó là những cái đặc khu sầm uất. Các bạn thấy những cái kinh tế và những cái khu đô tài chánh nó quy mô nó đã mọc lên rồi, bây giờ mình chỉ hợp thức hóa thôi mà tại vì ông nhà nước nhà mình á ỷ y vào lòng dân, cái gì cũng dựa vào dân, cái gì cũng chờ nghĩ là dân sẽ hiểu. Và tụi các thế lực thù địch mà chống phá đất nước đó nó lợi dụng cái kẽ hở đó, nó lợi dụng kẽ hở đó nó tuyên truyền. Các bạn biết 20 năm qua tôi thấy nó đã tuyên truyền, tôi cứ nghĩ là Việt Nam mình đã có cái an ninh mạng bức tường lửa từ lâu rồi. Đấy, tôi nghĩ là như vậy. Mà 20 năm qua các bạn biết trên các diễn đàn mạng xã hội tụi nó đã tuyên truyền rất là mạnh rồi. Nó sử dụng những cái gọi là chính sách ngu dân đó. Những người mà dân mà kém hiểu biết đó, nó đầu độc họ và nó sử dụng cái đồng tiền đô la đó để đặng nó thao túng. Thì các bạn thấy đó, khi nó thao túng một số những cái lòng tham con người nó vô đáy thì họ xuống vừa rồi đó là đối với tôi thấy là một cái bài học rất là xương máu, thì mình rút ra tỉa được những cái kinh nghiệm. Tôi phải nói là tôi đã nói đi nói lại rất nhiều lần là tôi rất là ngạc nhiên Việt Nam mình giờ này mới có an ninh mạng thôi, chứ những quốc gia phát triển như Hoa Kỳ các bạn biết người ta đã trước khi mà người ta đã có vấn đề mạng là người ta đã nghiên cứu và soạn thảo về vấn đề mà an ninh mạng rồi đưa ra cho đại quần chúng rồi. Thằng Mỹ bao giờ cũng vậy, luật nó đi trước, nó ban hành trước trước khi nó đưa ra một cái đưa vào trong cái thực tiễn của cái xã hội để cho người dân họ nắm bắt được những cái luật khi mà họ họ tham gia vào bất cứ một cái mô hình nào đổi mới phát triển của xã hội. Cho nên các bạn thấy người Mỹ đó họ sống họ thượng tôn pháp luật, họ rất là chấp hành một cách rất là nghiêm chỉnh. Chỉ có mấy cái dân mà bao quen, mấy cái dân mà chống cộng cực đoan mà nó không có hiểu biết cho nên nó mới liều thôi.